30 ngày cầu nguyện cho con. Ngày 12. Khao khát học hỏi. Ngày hôm nay, ngày càng nhiều thiếu nhi, thiếu niên bỏ học giữa chừng. Và câu trả lời của các em về lý do không đi học đơn giản là không thích học nữa. Nhiều trò chơi, phim ảnh, internet, bạn bè và các thú vui khác thú vị hơn việc học ở trường, kèm theo sự không thích thú học hành, làm các con chúng ta dễ rơi vào tình trạng bỏ học hoặc sao nhãng trong việc học. Tất nhiên, chúng ta không muốn con mình rơi vào tình trạng như thế. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, tri thức bắt đầu với sự kính sợ Đức Chúa Trời cùng đường lối Ngài. Nếu chúng ta tiếp nhận lời Ngài và gìn giữ mạng lệnh Ngài trong lòng chúng ta, nếu chúng ta nỗ lực tìm hiểu và cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta làm điều đó, nếu chúng ta sốt sắng tìm hiểu như mình tìm kho tàng kín dấu, thì sẽ có được hiểu biết về Đức Chúa Trời. Châm ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 12. Và đó mới thật là kho tàng kiến thức bao la. Đó là thuẫn giải cứu và che chở chúng ta khỏi mọi tội ác. Khả năng và ước muốn học hỏi của các con không thể cho là chuyện đương nhiên được. Ngay cả khi các con còn trong lòng mẹ, chúng ta vẫn có thể cầu xin Chúa cho các con được tạo nên cách toàn vẹn, với trí óc và thân thể thật tốt, khỏe mạnh luôn luôn và được Ngài dạy dỗ. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện càng sớm càng tốt. Nhưng dù con bạn ở lứa tuổi nào thì lời cầu nguyện của bạn cũng tích cực và trường cửu. Kinh Thánh nền tảng. Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và chúng sẽ được bình an vô cùng. Ê-sai đoạn 54 câu 13. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài là nguồn của mọi tri thức. Con cầu xin Chúa cho tên các con của bạn sẽ kính sợ Ngài và đường lối của Ngài. Xin cho các con giấu lời Chúa trong lòng và luôn theo đuổi, tìm kiếm sự hiểu biết về Ngài mỗi ngày. Xin cho các con có trí não tốt, dễ dạy bảo và có khả năng học hỏi. Xin Chúa gieo vào lòng các con sự khao khát có được tri thức cùng kỹ năng và cho các con có được niềm vui trong khi đeo đuổi khao khát đó. Chúa ơi, con xin chính Chúa là người thầy của các con. Các con được Ngài dạy dỗ sẽ được bảo đảm an toàn. Lời Chúa có phán rằng, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Châm ngôn đoạn 1 câu 7. Cầu xin Chúa cho các con không bao giờ dại dột từ chối việc học hỏi, mà biết hướng về Ngài để tìm kiếm tri thức cần thiết cho cuộc đời của các con. Con cầu xin cho các con biết tôn trọng sự khôn ngoan của cha mẹ mình và sẵn sàng học hỏi từ cha mẹ. Chúa ơi, xin Ngài chọn lọc từng thầy cô giáo và cầu xin họ là những người có đạo đức, tâm huyết và các con có thể khao khát học hỏi, dễ dàng học hỏi với họ. Xin loại khỏi cuộc đời các con bất kỳ thầy cô nào gây ảnh hưởng thiếu tin kính hoặc hướng dẫn các con đến chỗ sai lầm. Xin cho các con được ơn trước mặt thầy cô và giao tiếp tốt với họ. Xin Chúa cho các con học giỏi trong tất cả các môn học và con đường học tập của các con được suôn sẻ thay vì khiến các con phải mệt mỏi, căng thẳng. Xin Chúa nối kết mọi sự trong não bộ của các con đúng mức để các con có được suy nghĩ, sắp xếp rõ ràng, trí nhớ tốt và khả năng học hỏi thật vững vàng. Xin Chúa giúp các con kinh nghiệm niềm vui được học biết thêm về Ngài và về thế giới của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trích dẫn theo tài liệu Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ. Tác giả Stormy O'Martin. Nguồn Hội các bà mẹ Cơ đốc.